Gán lên, gán lên ngài. Dừng lại, nghỉ một chút đi. Nè, chắc ngươi cũng mệt rồi mà. Tôi không có mệt. Tôi thấy ngài mới là người mệt á. Tay của ngài ra máu quá trời kìa. Ta không sao. Nè, chàng trai trẻ, sao cậu lại theo Bá Thiên? Tôi đâu có theo. Tại tôi thích làm giặc vậy á. Thích làm giặc? Ừ? Ta lần đầu mới nghe có người nói vậy á. Sao muốn làm giặc? Không biết. Muốn là muốn vậy thôi. Tại thầy đồ của tôi nói á hả, tôi sau này chỉ phù hợp làm mấy cái nghề sử dụng nắm đấm, hơi thở mạnh bạo thôi à. Cậu có biết đời làm giặc đời là dữ dội, bị truy đuổi, suốt đời sống ngoài vòng pháp luật. Tôi là vậy đó. Tôi có lời thề là tôi sẽ chống lại quan tham không tốt, giống như là tên Chu vậy đó. Còn chừng nào mà bị tầm nã thì tôi trốn. Ta hiểu rồi. Nhưng có nhiều đảng tặc, sao theo Bá Thiên? Tôi không có theo. Thì Bá Thiên là chủ soái, tôi cũng là chủ soái mà. Thì tôi nể ông vậy đó. Kiểu như là nể qua nể lại vậy mà. Bá Thiên đào luyện cho cậu làm chủ soái. Tôi theo ổng tôi học á, để sau này tôi lãnh đạo băng đảng hành đạo của tôi cũng giống như là Thế Thiên vậy đó. Hớ Quỳnh đấy, Hớ Quỳnh đấy. Ai đó? Ai vậy? Không sao. Mấy huynh của tôi trong băng hành đạo đó. Còn đây là quan Khâm Sai đại nhân nè. Trời ơi, quy rồi, chạy lẹ đi. Chạy sao được mà chạy? Khâm Sai đại nhân đang bị thương mà. Để coi kìa. Ôi, có người tới cứu Khâm Sai đại nhân rồi. Ôi, đây nè. Để sao vậy? Không nhớ hả? Cái tên quan phủ đó, mình giả làm Khâm Sai đánh cho hắn một trận tơi bời đó. Đúng rồi. Để nhớ rồi. Quên. Chạy. Khâm Sai đại nhân bảo trọng nha. Chạy đi mà. Tới chàng trai thiệt thà đó mà còn muốn làm giặc thì triều đình phải coi lại rồi. Khâm Sai đại nhân, và bẩm đại nhân có sao không? Chuyện dài lắm, về triều rồi nói. Khâm Sai, ngươi Khâm Sai, và bẩm Khâm Sai đại nhân, cái thằng Khâm Sai chó chết còn sẽ giết riêng Phạm Thuật. Tại sao ngươi lại dám nói Khâm Sai đại nhân như vậy? Dạ thưa đại quan, xin đại quan bỏ qua, con mắt con giờ không biết ai là Khâm Sai ai là Khâm Đúng nữa. Con nói cái thằng Khâm Sai nó lừa con kìa, nó quấn đôi gái nó nuôi em này nè.